Dạ em nghe chị ơi. Dạ dạ để em tí ạ. Dạ rồi, dạ rồi, cho em xin địa chỉ. Bao nhiêu ạ? Dạ rồi, ok chị, ok chị, em tới liền. Dạ dạ. Chạy cái gì vậy? Chết tôi rồi. Chủ xe đâu rồi ta? Hình như là không có ai. Hay là dạ em nghe chị. Dạ 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 em tới liền. Dạ dạ dạ. Alo. Alo, ai vậy ạ? Tôi là chủ chiếc xe mà cậu làm trầy nè. Tôi đã liên lạc bên sửa chữa rồi, họ đã báo chi phí là 5 triệu. Để tôi gửi cho cậu số tài khoản, rồi cậu chuyển khoản cho tôi cũng được. Dạ, mà anh ơi, em chạy xe ôm nên không có tài khoản gì hết trơn. Anh ở đâu để em chạy qua đưa tiền luôn. À thôi, tôi thấy cậu để địa chỉ cũng gần đây, để tôi qua cậu luôn. Vậy nha. Ok. Chú có sao không chú? Chắc không có sao đâu. Chắc là chạy sơ thôi à. Chú cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ mà ví của chú đây. Chú cảm ơn con. Máu chảy ra nhiều quá. Nhà con cũng gần đây. Hay là chú theo con về nhà, con băng bó lại vết thương cho. Chú cảm ơn con trước nha. Dạ đi chú. Dạ xong rồi đó chú. Cảm ơn cậu nhiều nha. Phiền cậu quá. Dạ phiền gì đâu chú ơi. Mà chú ngồi đây đợi con tí nha. Con ra liền. Dạ, con mời chú uống nước. Cầu xôi này á là của phòng trọ kế bên cho lấy Thảo. Chú ăn cho con vui. Thôi, chú không ăn đâu. Trời ơi, người ta nói á là khách tới nhà không trà cũng vắng. Mà con có nước rồi, không có trà thì chú ăn xôi đi cho con vui nha. Được rồi. À, hồi sáng con thấy chú đi bộ gần đây á. Nhà chú gần đây hả? Ừ, chú cũng có việc ở khu này nè. À nè, sao mới gặp mà cháu lại giúp chú nhiệt tình như vậy? Dạ, con cũng thấy chú ngang ngang tuổi ba của con, nên con cũng quý. Nghe giọng của cậu á, chắc là không phải người dùng này. Bây giờ con gì chưa? Dạ, con dưới miền Tây lên, đang chạy xe ôm kiếm sống. Con có vợ rồi, vợ con cũng đang mang bầu. À. Dạ, với lại thêm một đứa 5 tuổi nữa, đang gửi cho bà nuôi. Vậy hả? Sao cháu còn nhỏ quá mà gửi về quê tội nghiệp vậy?
Dạ, thú thực với chú thì nhà con cũng khó khăn. Mấy tháng trước con bị tai nạn, đang ráng chạy kiếm sống để nuôi vợ nuôi con, với lại là ráng cày để đưa đứa con lên sống chung nữa. Làm vậy rồi có đủ sống không? Còn nhà trọ này con mướn tháng nhiêu vậy? Dạ, cũng chật vật lắm chú ơi. Phòng trọ này thì tháng 2 triệu. Chú thấy phòng trọ vậy thôi chứ cũng an ninh lắm. Vậy à? Dạ. Khó khăn quá ha. Cậu này đúng là người tốt. Tuy khó khăn nhưng vẫn có ý chí lạc quan, biết vươn lên, đáng khâm phục lắm. Anh ơi, em về nè. Dạ chú, đây là vợ của con. Còn đây á là chú Sáng bị giật đồ, tay bị thương rồi, nên anh đưa về nhà nghỉ ngơi một tí. Con chào chú. Chào con. Rồi chú có sao không? Không sao, chỉ là bị chạy chút xíu thôi à. Em qua hỏi cô năm sau rồi. Em qua mượn cô năm với lại chị Bảy được có 2 triệu thôi. Với lại nhà mình còn được 1 triệu mấy nữa. Nè, một xíu anh lựa lời mà nói với người ta làm sao, để cho người ta cho mình trả lần lần nghe. Xin lỗi, đừng có trách chú nhiều chuyện nha. Bộ chủ nợ cần gấp lắm hay sao mà chạy tiền nhiều dữ vậy? Dạ. Dạ không chú, cũng lỗi của con. Sáng hôm qua con đi giao đồ mà chạy vội quá làm quẹt chạy xe người ta, nên là hôm nay con phải kiếm tiền để bồi thường. Hóa ra cậu ấy chính là người làm đầy xe mình. Thôi cảm ơn hai vợ chồng nha. Giờ chú có việc phải đi rồi. Chú ngồi nghỉ cho khỏe hẳn đi, rồi hãy đi. Không sao, chú khỏe rồi mà. Thôi giờ chú có việc chú phải đi rồi. Dạ vậy thôi, chú đi cẩn thận ạ. Cảm ơn hai đứa nha. Người ta chưa tới hả anh? Anh đợi nãy giờ cũng lâu quá. Chắc anh gọi thử. Anh gọi thử coi. Bữa trước chàng nhỏ thôi, cậu không cần phải bồi thường nữa đâu. Dạ sao ạ? Không cần bồi thường nữa hả? Đúng rồi, không cần bồi thường nữa đâu. Dạ thôi anh cho em địa chỉ đi, em chạy qua gửi chút tiền bồi thường. Nếu như mà cậu muốn bồi thường như vậy á, được rồi, để tôi qua lấy nha. Dạ. Dạ thôi, anh cứ cho em địa chỉ đi. Em chạy qua, em gửi anh liền. Thôi, tôi nói là không cần bồi thường nữa mà. Vậy nha, tôi bận rồi. Alo. Sao vậy anh? Người ta không có cần tiền bồi thường nữa. Vui quá em ơi. Thiệt hả? Thiệt. May quá. Bị trầy một vết nhỏ, nhưng mình lại có được một bài học lớn về cuộc sống. Làm sai nhưng biết sửa, biết cho đi ắt sẽ có nhận lại, cũng đáng giá lắm. Đây là Thúy, em gái kết nghĩa hồi đại học của anh á, cái người mà anh hay kể cho em nghe đó. Trực giác của phụ nữ cho em thấy là Thúy có tình cảm đặc biệt với anh. Anh nghĩ sao vợ tụi mình đang yêu nhau mà anh để một người phụ nữ khác sống chung nhà với anh như vậy á hả? Cái lúc mà ông làm được 10 đồng thì ông ăn nhậu hết 7 đồng rồi. Tôi mà không chịu cực khổ, tôi cày thuê cuốc mướt thì làm sao tôi có tiền tôi nuôi ba miệng ăn ở trong nhà này. Rồi tôi còn gửi tiền cho con Ngọc nó ăn học nữa. Nó lớn rồi, nó tự nó biết lo đi kiếm tiền ra. Cấm bà gửi lên cho nó nữa nghe chưa? Trời ơi, bằng tiếng gì nè? Bà đánh mẹ đúng không? Mày lên Sài Gòn rồi giờ mày về nói chuyện với ba mày vậy hả?
Khi nào mà ông còn đánh mẹ của